À, kính thưa các bạn đang ở khu du lịch Lá Phong ở phường 3 của thành phố Đà Lạt nha. Trong đây là một cái tổ hợp khu du lịch rất là đẹp. Trước cổng có hình là hai con rồng. Giá vé ở đây là người lớn là 40.000 và trẻ em thì 20.000. Chúng ta sẽ đột nhập vào xem thử bên trong là cái gì nha. Rồi. Đây, đây là background của khu du lịch Lá Phong. Chúng ta sẽ đi lần lượt vào bên trong. Rồi, bên đây là nhà trống nha các bạn ha. Nhà trống với thiết kế rất là độc đáo theo kiến trúc của người Pháp. Thì chúng ta thấy được cái nhà trống ở bên trong rất là đẹp. Trống rất là to ha. Phía dưới này các bạn nghe, đây là cái dịch vụ xuống homestay. Mọi người có thể vào đây nghỉ một đêm, đối với người một người là 80.000. Nếu ở bên kia thì xa bên kia tay phải bên kia các bạn, tay trái của tôi chỉ ngón tay trái, bên đó thì muốn thuê phòng một phòng khoảng 180.000 đối với hai người, cũng cực kỳ rẻ các bạn ha. Chúng ta khám phá thêm bên trong là cái gì. Bên trong ở trong đây thì trồng khoảng 22.000 cây lá phong và 20.000 cây tùng, rất là đẹp. Ở trên đây vòng vòng là thông hết. Cái gì đây? Cổng trời Đà Lạt trên Linh Duy Phúc Ấn. Cổng trời Đà Lạt. Ở đây là nhà trăm mái nè, nhà trăm mái, nhưng số liệu chính xác mà hướng dẫn viên cập nhật được là 132 mái ở trên đây xếp chồng lên nhau. Một khối kiến trúc giống với người phương Tây, là họ làm nhà rất là sáng, những cái cửa sổ rất là sáng nè, những cửa sổ ở trên cái mái làm nên cái ngôi nhà mà không cần phải bắt đèn. Thì chúng ta thấy ngôi nhà nhiều mái, đối với người Việt của mình là phải bắt đèn bên trong, mang sự cổ kính, nhưng mà ở đây thì hướng những ánh sáng bên ngoài, hòa hợp với ánh sáng bên ngoài các bạn ha. Rồi. Rồi đường đi vô. Bên đây. Bên đây là hồ cá coi đây. Rồi, kính thưa các bạn đang ở khu du lịch Lá Phong. Trước mắt các bạn đó là hồ cá coi của khu du lịch Lá Phong các bạn nha. Ở bên kia là những cô bé xinh xắn, dễ thương. Ở bên kia nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy thành phố Đà Lạt, những công trình của thành phố Đà Lạt do người Pháp xây dựng vào năm 1832. Rất là đẹp. Nguyên cái khu du lịch Lá Phong này rộng khoảng 5 hecta. Với nhiều cái công trình kiến trúc mà mang nhiều màu sắc của Đà Lạt. Ở phía dưới kia là những rừng trúc đó các bạn nhé. Những chiếc xe lam, phố di động, điện thoại, telephone. Đây, điện thoại, telephone, rừng trúc làm nên một quan cảnh rừng Lá Phong rất đẹp. Ê, đẹp ha. Đà Lạt mà có những cái công trình như thế càng ngày càng mới này, mỗi khung cảnh đều là rất là đẹp. Tại vì tác giả ở đây đó là chính là người Pháp. Người Pháp thì người ta xây dựng những cái công trình kiến trúc ở đây là hòa hợp với thiên nhiên. Thì thiên nhiên họ muốn gần gũi cực kỳ. Nên là mình thấy là đâu đâu cũng hướng ra cái thiên nhiên hết. Thôi rừng hết.
Hi, xin chào mọi người nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé.